Chào các bạn, trong video này theo yêu cầu của một bạn xem kênh YouTube của mình, các bạn đó muốn mình hướng dẫn cho cái cách mà sửa chữa rồi kiểm tra các linh kiện trên bo nguồn LED driver của đèn tiết LED rạng đông hay đèn LED bulb rạng đông. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà đo kiểm tra IC dao động nè, rồi IC chính lưu của cái bo nguồn LED driver bằng thực hành phương pháp là đo nóng và đo nguội trên bo trực tiếp luôn nha. Đây, trên tay của mình là một cái bo nguồn LED driver của rạng đông nha các bạn. Nào, của rạng đông luôn. Cái linh kiện nó bố trí linh kiện là cũng giống tương tự như cái bo nguồn LED driver của cái đèn LED thông thường thôi nha, nó không có gì khác mấy. Thì trước tiên á là các bạn phải chú ý quan sát cho mình nè, các bạn phải biết cái linh kiện nào nó hoạt động chính. Thì đây là chủ yếu trong mạch này có hai con linh kiện chính, đó là con IC chính lưu hay là con cầu diode chính lưu nha các bạn. Cái đây là con IC chính lưu ha, IC 4 chân. Còn quan trọng thứ nữa là cái con IC dao động nữa các bạn. Đây là cái con IC dao động của nguồn bo nguồn LED driver. Bên trong nó sẽ tích hợp con MOSFET bên trong luôn nha. Con IC dao động này là cái nguyên nhân là hư hàng đầu trong cái bo nguồn LED driver mà mất áp nhỏ ra nha các bạn. Rồi kế đến là cái con đây là cái con IC chính lưu ha. Thì nó là hư hỏng thứ hai, đa phần là nó hư hai con này nha các bạn. Khi mà các bạn đo mất cái điện áp nhỏ ra nè của bo nguồn LED driver thì các bạn kiểm tra, thứ nhất là kiểm tra con này trước cho mình. Đây là con IC dao động ha. Còn trường hợp mà các bạn đo mà không áp cấp nguồn chân số 4 của IC dao động á thì các bạn kiểm tra dò ngược lại, kiểm tra cái con IC chính lưu này ha. Rồi, đây là cái sơ đồ nguyên lý của nó nha các bạn. Mình vẽ trực tiếp trên cái bon mạch nguồn LED driver của rạng đông ha. Thì để mình nói sơ qua, cái đây là cái con điện trở cầu chì ha các bạn. Thì dòng điện 220V qua con cầu chì này nè, rồi đến cầu diode nó chỉnh lưu, nó nắn dòng điện từ AC220 sang dòng điện DC. Rồi qua cái tụ C1 lọc nguồn á, cái tụ C1 ở đây á là nó có giá trị điện trở, có giá trị khoảng 400V và cái điện dung của nó là 4,7mA. Đây nè các bạn, 4,7mA nha. Các bạn nhìn trên mặt á, đây con tụ lớn nhất là tụ lọc nguồn chính của nó luôn nha. Cái là tụ lọc nguồn sau chính lưu á, chính là cái điện áp B cộng trên cái đợt điện hai chân cộng trừ của con tụ này. Rồi đây sau chính lưu á, các bạn có điện áp B cộng thì ở đây nó sẽ cấp nguồn làm cho con IC này hoạt động. Ở đây nó sử dụng cái con IC, cái mã số của nó là BB2866 nha các bạn. Đây là IC này, IC 8 chân ha. Nhưng mà trong đó cái chân số 7 nó bị khuyết nha các bạn. Còn có một số chân nó không sử dụng, như chân 2, chân 3 nè, nó bỏ ha, nó sử dụng chân 1. Chân số 1 là nối mát nha các bạn. Đây chân số 1 nó nối mát. Chân số 4 là chân VCC, chân cấp nguồn ha. Rồi chân 5, chân 6 nói chung với nhau quá rồi các bạn. Đó là cái cực D, cực D là cái cực máng ha của MOSFET bên trong IC dao động. Còn chiếc số 8 là cái cực CS nha các bạn. Thì như vậy các bạn có thể hình dung ra bên trong cái con
PC động BB2866 này á, nó sẽ tích hợp thêm một cái công bố phép bên trong, thì nó rơi vào cái chân số 5, số 6, chân số 8 của PC động này nha. Thì các bạn cứ để ý cho mình á, nhiều bạn mà chưa biết cái gì, các bạn nhìn xác định dấu chấm, mấy chấm chấm lên chân số 1 nha các bạn. Các bạn để ngang này, chấm chân số 1, các bạn đọc ngược chiều kim đồng hồ ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nha các bạn. Các bạn quay theo chiều kim đồng hồ, chân đầu tiên chân số 1 ha. Thì đây á, mình sẽ áp dụng cái phương pháp mà kiểm tra con IC dao động này các bạn. Và cái con các bạn, thì sau đây mình sẽ dùng hai cái phương pháp kiểm tra bằng cách đo nóng và đo nguội cái con IC chính lưu này nè và con IC dao động các bạn. Hai con này, hai con quan trọng nhất của trong cái bo mạch nguồn dao động xung này các bạn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ tiến hành hai phương pháp đo ha nha các bạn. Đây, mình sẽ thực hành đo nguội trước ha, sau đó tiến hành đo nóng IC động ha các bạn. Đo nguội đây là các bạn đo được tổng trở nha. Đo nguội á là các bạn không cần phải cấp cái nguồn điện 220V vô. Nói chung là đo nguội là an toàn hơn phương pháp đo nóng nha. Ở đây các bạn xác định cho mình là có thể dùng đồng hồ kim và đồng hồ số nha bạn. Khi mà các bạn dùng một các bạn đo một chiều lên mà một chiều không lên nha, đảo ngược quay đo lại, cái giá trị của nó nằm trong phạm vi từ 500 ohm đến 600 ohm là tốt nha các bạn, IC tốt. Ở đây các bạn đo cho mình là con IC chỉnh lưu nè, IC chỉnh lưu là IC 4 chân á và IC dao động. Đây là cái con IC chỉnh lưu nha các bạn. Các bạn do hai chân cộng trừ cho mình, hai chân cộng trừ là hai chân ngõ ra, là điện áp sau chỉnh lưu á. Các bạn đo hai chân này thì các bạn đo một chiều lên một chiều không lên nha các bạn. Và giá trị mà đo được á còn nguyên trong linh kiện này, nó còn nguyên trong bo luôn nha, mình không cần phải tháo ra. Trường hợp mà các bạn muốn tháo ra là khi mà các bạn đo mà tổng trở nó không có, hoặc là nó không mất tổng trở là IC nó bị cháy bị đứt, hoặc là trường hợp mà nó bị chập á là hai chân này nó nối với nhau nha các bạn, chân cộng chân trừ này nè. Thì những giá trị mà nó nằm ngoài phạm vi từ 500 đến 600 ohm á là có nhiều nguyên nhân, có thể là IC chết nào, IC bị rò rỉ, hoặc là IC bị chập nha các bạn. Thì nói tóm lại á, các bạn đo IC 4 chân này, IC chính lưu nè, thì cái giá trị trong phạm vi của nó là 500 đến 600 ohm ha. Đã quay đo, tiếp theo đây các bạn kiểm tra luôn IC dao động nha các bạn. Các bạn đo chân số 1, số 4 và chân số 5, số 8. Mà các bạn nhìn cho mình nè, cái chân số 1 á là chân nối mát nha các bạn, bo một rạng đông nha. Chân số 4 á là cái chân VCC cấp nguồn cho IC dao động nha các bạn. Đây nè, nó câu lên đường B cộng luôn ha. Còn chân cái 5 số 6 là cực máng của MOSFET bên trong IC dao động. Chân số 8 là chân CS nha các bạn. Thì các bạn đo tổng trở giữa chân 1, chân 4 mà, và là chân 5, chân số 8. Thì giá trị của mình á, nó cũng nằm trong cái phạm vi là từ 500 đến 600 ohm thôi nha các bạn. Không được quá cao nha, quá cao quá thấp là không ổn nha. Đây là phương pháp đo nguội. Rồi để mà thực hiện phương pháp đo nguội, các bạn dùng cho mình một cái đồng hồ kim hoặc đồng hồ số ha. Ở đây mình sẽ dùng một cái đồng hồ số nha các bạn. Các bạn chuyển về cái thang đo diode cho mình. Bật thang đo diode. Rồi các bạn lấy một cái bo mạch nguồn led driver của rạng đông ha. Đây là chân cộng trừ nha các bạn. Các bạn nhìn nghiêng á, cộng trừ đây nè.
Còn trên đây là chân, có dấu chấm là chân số 1 nha các bạn. Đây dấu chấm nè. Đây chân số 1 nè. Số 1 này nó mát ha. Chân số 4 là chân gốc nguồn. Còn hai chân 5, chân 6 là nối chung với nhau nha các bạn. Nó nối rồi, cái chân số 8 là chân CS của MOSFET nằm trong IC. Thì mình sẽ lần lượt mình đo coi cái giá trị nó có nằm trong cái phạm vi từ 500 ohm đến 600 ohm không nha các bạn. Khi mà giá trị nằm đây là IC nó tốt nha. Rồi, trước tiên ở đây mình sẽ đo hai chân cộng chân trừ của IC chỉnh lưu. Rồi các bạn đo nè, một chiều không lên nha các bạn. Một chiều lên, một chiều không lên. Đây một chiều nè, chiều này nó không lên ha. Các bạn đảo ngược qua đo lại. Rồi các bạn thấy không? Mình đo được giá trị là khoảng 569 ohm. Đây để mình đo đây cho nó ấy, tại vì chiếc cầm nó hơi bị lỏng kim á. Các bạn. 568 ohm là ok. Như vậy các bạn có thể khái sơ bộ là cái con IC chỉnh lưu này tốt nha các bạn. IC 4 chân. Rồi tiếp theo đây các bạn đo IC dao động cho mình nha. Các bạn đo chân 1, chân 4 và chân 5, chân 8. Chân 1, chân 4 thì các bạn đo thuận, đo ngược luôn. Đảo chiều quay đảo lại. Rồi, một chiều không lên nha các bạn. Rồi đảo ngược lại ha. Chân 1, chân 4. Rồi các bạn thấy không? Một chiều này lên kim nha các bạn. Nó lên khoảng là 567 ohm ha. Như vậy là các bạn khái niệm sơ sơ là cái con IC này tốt nha các bạn. Nhưng mà ngoài ra các bạn có kiểm tra cho mình cái chân số 5 và chân số 8 của MOSFET á. Bên trong coi nó có bị rò rỉ, bị chập hay bị gì không? Thì các cách đo cũng tương tự. Các bạn lấy que đỏ que đen các bạn chập vô chân 5 số 8 ha. Một chiều lên, một chiều không lên nha các bạn. Rồi một chiều nè, nó không lên nè. Rồi các bạn đảo ngược quay đo lại ha. Rồi các bạn thấy không? Cái giá trị mình đo được là khoảng 524 ohm nha các bạn. Như vậy là cái MOSFET bên trong IC dao động này nó hoạt động tốt ha. Nó không bị rò rỉ hoặc không bị đứt. Như vậy cái phương pháp đo nguội thì mình đã xong nha các bạn. Các bạn đo kiểm tra cho mình cái IC chỉnh lưu với IC dao động cho mình nha. Thì giá trị mình đo được đó, nó nằm trong phạm vi là từ 500 đến 600 ohm. Trong khoảng này nha các bạn là ok. IC chỉnh lưu với IC dao động là tốt hết nha. Thì tiếp đây các bạn kiểm tra cho mình một cái phương pháp đo nóng. Đo nóng là sao? Đo nóng là các bạn cấp cái nguồn điện 220V AC vô, rồi các bạn đo điện áp ha. Lưu ý nha các bạn, cái vấn đề này là an toàn điện các bạn đặt lên hàng đầu cho mình. Các bạn không được, nhiều khi anh em không biết á, các bạn vô tình các bạn chạm vô thì nó sẽ bị giật nha. Cái này khá nguy hiểm nha các bạn. Với lại cái nguồn led driver này á là cái mạch nguồn không cách ly nha, không cách ly là trực tiếp á, từ điện 220 đi vô luôn. Còn một số nguồn như nó dùng biến áp xung á là cái mạch nguồn đó mình cách ly nha các bạn. Còn cái này là không cách ly nha, tao không dùng biến áp. Sở dĩ mà các bạn thấy cái này á là cái cuộn dây thôi chứ không phải là cái cuộn biến áp đâu nha các bạn.
nên các bạn lưu ý cho mình an toàn điện hạt đặt lên hàng đầu luôn. Rồi ở đây mình sẽ hàn cái dây dây nguồn vô nha các bạn, dây AC ha. À, chiếc cấp nguồn của nó nè, AC 220V bỏ vào ha. Ở đây mình sẽ lấy một sợi dây điện nha các bạn, rồi mình hàn đầu này vô. Đây mình hàn sợi hai sợi AC vô rồi nha các bạn. Rồi tiếp theo đây á, các bạn nhìn trên mạch nè, cái chữ số 1 của các bạn nó nối với mát của cái tụ C1 ha. Thì mình sẽ lấy một sợi điện mình nối đây, nói chung là mình hướng dẫn cho các bạn cách đo an toàn luôn nha, không có chạm đụng chạm gì đó vô. Thứ nhất nếu mà các bạn đụng vô nó chập chạm chập cháy nổ, ví dụ các bạn vô tình các bạn chạm vô chân IC á, mà hai chân IC với nhau á, nó sẽ cháy nổ hư IC luôn nha các bạn, nên này khá quan trọng ha. Ở đây mình sẽ lấy một cái dây điện nha các bạn, màu đen ha, để ký hiệu cho cái cực âm. Rồi mình sẽ hàn vô chân chờ của cái tụ lọc nguồn lớn nè, tụ 4,70 400V ha. Rồi mình sẽ hàn ở đây nha các bạn. Rồi như vậy mình sẽ hàn, đã hàn xong nha các bạn. Nếu các bạn nối chân trừ ha, chân âm là chân mát của cái tụ C1 nè, đồng thời là mát, nói chung là nói chung với cái chân số 1 của IC dao động luôn ha. Rồi như vậy đã xong nha các bạn. Đây hai dây nguồn AC, mình sẽ lấy cái đầu kẹp nối nhanh á, các bạn kẹp vô. Rồi đây là cái dây nguồn AC mình cấp vô nguồn vô nha các bạn. Rồi tiếp theo á, các bạn lấy cho mình cái đầu nối nhanh đi nha. Mình sẽ kẹp một cái chân mát của tụ nè. Hôm nãy mình hàn một cái sợi dây chân mát nha. Rồi các bạn kẹp vô cho mình. Còn đốt đồng hồ này á, các bạn chuyển vào cái thang đo 1000mDC cho mình nha. Đo cái điện áp ra. Đây, 1000V. Rồi quay đen này các bạn kẹp chung với mát luôn nha, cái mát hồi nãy á, cái dây mình nối với âm của tụ C1 nè, kẹp luôn cho mình, rồi nối chung với nhau luôn nha. Nói chung là đã làm vậy cho các bạn rảnh tay ha, các bạn cầm một cái que đo các bạn chích vô cho nó an toàn, nó không bị chạm chập gì á. Nhiều bạn tay run á, các bạn chích vô á, nó không an toàn, nhiều khi nó dễ chết IC hoặc chập cháy nổ nha các bạn. Từ cái mạch này các bạn, khi mà các bạn đo nóng á, nó rất là nguy hiểm ha. Với lại điện áp cao nữa chứ không phải điện áp thấp, nên nó khả năng mà cháy nổ hay bị giật hoặc là bị chập hư linh kiện là rất là lớn ha. Ở đây mình sẽ dùng một cái ổ cắm nha các bạn. Ở đây các bạn đo cho mình cái giá trị nè các bạn. IC chính lưu là điện áp trên tụ ha, là hai chân cộng trừ của nó, IC chính lưu á là nó ra cái điện áp là B cộng nha. Các bạn đo điện áp B cộng cho mình. Rồi đâu cái B cộng này á, đồng thời cũng là cái chân số 4 của IC dao động, là cái chân VCC nha các bạn.
Nào. Cái chân số 4 của IC dao động BB2866 á, của bao nguồn led driver đặc đông, thì nó nối xuống, nó nối lên cái đường B cộng luôn, chứ nó không có qua con điện chở mồi nào hết á. Rồi các bạn đo cái điện áp này này cho mình ha. Như vậy á là IC chính lưu với IC động á, các bạn đo đúng là điện áp B cộng cho mình là ok ha. Nếu mà ra đúng B cộng á thì chắc chắn là nhiều khả năng là tốt nha các bạn. Rồi ở đây mình sẽ chỉnh lại nha. Còn để quan sát sao á, cho cái chân mà các bạn để dễ đo, cái chân số 4 nè. Rồi mình sẽ dùng một cái ổ cắm nha các bạn, các bạn cắm nguồn cấp nguồn vô. Rồi ở đây các bạn dùng chỉ dùng một tay thôi nha, các bạn chích vô. Này các bạn đặt vô chân số 4 nha các bạn. Rồi các bạn bật nguồn lên, coi điện áp ra bao nhiêu nha các bạn. Rồi các bạn thấy không, ở đây mình đo được là khoảng 316V DC, chính là cái điện áp B cộng nha các bạn. Đây đo nóng nè, B trên tụ á chính bằng V4 nè, bằng VCC luôn, B cộng luôn là 316V. Như vậy là ok nha các bạn. Các bạn đo được cái giá trị này là ổn rồi. Đúng là cái giá trị mà sao chính lưu á, nó tầm khoảng 310V DC, mà các bạn đo được 316V DC là ok ha. Rồi tiếp theo đây á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo thêm về cái giá trị, cái mức giá trị điện áp của cái chân số 5 và chân số 8, chính là chân cực D nè các bạn, và cực CS nha, của MOSFET nằm trong IC dao động. Đây các bạn đo thêm một bước nữa cho mình là cái chân số 5 nè, chân số 8 nè, mình sẽ ghi là cái điện áp chân 5 nha các bạn. V5 hay chính là cái bằng VVD nha các bạn. Rồi 5-6 là cực D nha các bạn. Đây mình ghi chân 5. Còn cái chân 8 là cái V8 nè, bằng VCS nè. Như các bạn cũng đã biết á, cái CS này, chân số 8 này các bạn, nó nốt hay chở giá trị cực thấp ha, rất nhỏ, nên cái giá trị mà điện áp mình đo tại chân số 8 này với mát đó là cũng khá nhỏ nha các bạn, khá thấp ha. Nói chung là không đáng kể, nhưng mà cái này á, là bắt buộc phải đo cái chân số 8 nè. Còn cái chân số 5, số 6 á, nói chung với nhau thì các đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo luôn. Rồi mình tiến hành mình đo cái V5 VD trước nha các bạn. Rồi mình sẽ chuyển về cái thang đo khoảng 200V DC. Nè, mình chuyển 200 ha. Rồi, mình tiến hành mình đo cái chân số 5 nha các bạn. Coi giá trị bao nhiêu ha. Các bạn lấy que đỏ nè, các bạn chích vô chân số 5 ha. Các bạn, rồi mình sẽ bật nguồn lên.
Như vậy là mình đo cái giá trị khoảng 0,03 nha các bạn. Thì đây á, trường hợp mà các bạn không xác định chính xác á, thì các bạn chuyển về cái thang đo 200V DC nè, nó hơi cao quá, các bạn chuyển về sang đo khoảng 20V DC thôi. Rồi các bạn đo lại cái chân số 5 cho mình nha, nó coi ra khoảng 0,3 mấy V nha các bạn. Cái giá trị này cũng khá thấp ha, chứ không có cao. Rồi các bạn thấy không, cái giá trị của mình đo được là khoảng 0,35V thôi, rất nhỏ ha. Nào, V5 mình đo được khoảng 0,35 nha các bạn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ đo cái điện áp chân số 8. Cái V8 này nó rất nhỏ nha, mình sẽ chuyển về cái 0,2 luôn, cái mức cuối cùng luôn. Rồi phải đỏ, các bạn cứ tiếp tục chích vô cái chân số 8 cho mình. Rồi các bạn bật lên, các bạn thấy số 0 không? Rồi nó là số 1 rồi các bạn, 0,01V nha các bạn. Cái điện áp trên số 8 rất nhỏ nha, 0,01 thôi. Đây nè, 0,01 ha. V. Rồi cái mức điện áp này rất là nhỏ nha. Như vậy các bạn đã đo gần xong rồi. Thế bước cuối cùng của mình á là các bạn đo VAL nó ra, cái điện áp cuối cùng. Đo VAL nè các bạn. Nó ra. Thì như các bạn cũng đã biết á, cái điện áp nó ra của mình á, nó sẽ cung cấp cho một cái dãy LED hoặc là một cái thanh LED, module LED. Như đối với những cái đèn LED bulb này nè, nó nguyên một module LED luôn nha các bạn. Còn đối với những cái đèn tiếp Raptor 8 á, ở đây nó là một cái thanh LED như thế này nha các bạn, rất là nhiều LED ha. Thì đây á, cái điện áp mà VL nó ra nó là cái điện áp trên cái tụ C2 nè, nó nối như thế này nha các bạn. Các bạn đo cho mình cái điện áp của tụ C2 là chính là cái điện áp ngõ ra mà. Ở đây các bạn chỉnh lại cái thang đo cho mình nha. Từ cái VL ngõ ra này khá lớn ha, các bạn chỉnh cái thang đo khoảng 1000 đi. Đây 1000 VDC nha các bạn. Các bạn nhìn thấy trong mạch trong nó chỉ có hai con tụ thôi, một con tụ lớn lọc nguồn nè, còn cái con tụ bên đây á các bạn, cái giá trị là 220 400V nha các bạn. Thì mình sẽ đo cái điện áp nó ra đây nè, chính là điện áp mà cấp cho cấp nguồn nè các bạn. Các bạn nhìn thấy không, nó nốt hai chữ là V cộng V trừ nè, chính là cái điện áp mà cấp cho cái dãy LED, module LED hoặc là cái thanh LED. Thì ở đây mình sẽ đo nha các bạn. Rồi các bạn tháo luôn ra luôn.
Rồi các bạn để về với các bạn đo luôn nha. Các bạn thử xem coi cái điện áp ngõ ra nó bao nhiêu vôn. Cấp cho cái dãy led này nè. Các bạn nhớ chỉnh cái thang đo khoảng 1000 mdc nha. Đừng có thấp hơn, có thể nó hư đồng hồ. Mình sẽ bật nguồn lên. Rồi các bạn chỉ cần chích vào thôi. Các bạn quan sát đồng hồ nè. Mình đo được là khoảng 321V nha các bạn. Chính là cái điện áp cấp chỉ dãy led nha. Rồi. 321V DC. Đây là cái điện áp VL nó ra nha bạn. Rồi đến cái bước này là các bạn đã thành công rồi nha. Trong quá trình mà các bạn kiểm tra, các bạn đo đạt vấn đề và đo nóng IC dao động. Thì trong quá trình mà sửa chữa mạch đó, các bạn kết hợp, nên kết hợp cho mình cái phương pháp đo nguội và đo nóng luôn. Hai cái này thì các bạn đi chung với nhau luôn. Trường hợp các bạn đo nguội á, các bạn kiểm tra IC, nhiều khi các bạn kiểm tra IC này nó còn tốt, nhưng mà nhiều khi á, các bạn không có kết hợp đo nóng á, nhiều khi IC nó bị hở mạch, hoặc là nó bị tăng giảm điện áp như thế nào đó, nó không ổn điện áp, thì nó cũng là nguyên nhân là cái mạch VL nó ra nè, nó không có điện áp nó ra. Nếu các bạn chú ý quan sát cho mình với các bạn kiểm tra bằng hai phương pháp đo nóng đo nguội luôn nha, là bạn xác định được cái linh trong mạch là có rất ít linh kiện. Nó chỉ có cái con IC chỉnh lưu nè và cái con IC dao động thôi, hai con thôi. Mà hư nhiều nhất là chính là cái con IC dao động này. Thì đây là cái phương pháp mà để các bạn kết hợp giữa đo nóng và đo nguội, tìm ra linh kiện hư và các bạn xác định được một số cái điện áp cơ bản của nó. Giống như cái điện áp cấp nguồn cho IC nè, khoảng 316V nè. Rồi các bạn đo điện áp chân 5, chính là cái cực máng của MOSFET nằm trong IC động đó là 0.35. Hoặc là cái chân số 8 của nó là 0.01V nè, chính là cái chân CS của MOSFET nằm trong IC động. Còn cái điện áp tỏ ra, cái này cũng khá lớn nha các bạn, nó nằm 321V DC luôn. Rồi và là video này các bạn, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn sửa cái bo nguồn led driver rạng đông ha, bằng các bạn thực hành cái phương pháp đo nóng đo nguội trên trực tiếp IC dao động. Rồi các bạn kiểm tra cái điện áp bên IC chính lưu nè, rồi mấy chân IC dao động nè. Đồng thời các bạn đo điện áp được ngõ ra luôn nha. Rồi và là video này đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.